Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu đến anh em một giải pháp dành cho những chiếc máy tính để bàn không được tích hợp cạc wifi hoặc những chiếc laptop cũ đã bị chập chờn trong chức năng kết nối mạng. Đó là việc chúng ta sẽ sử dụng thiết bị hỗ trợ bắt sóng wifi. Sản phẩm mình muốn giới thiệu với anh em đó chính là chiếc USB Wi-Fi AC53 Nano đến từ hãng Asus. Ngay từ bên ngoài vỏ hộp, chúng ta có thể thấy ngay dòng chữ đây là thiết bị thu Wi-Fi có công nghệ MuMIMO dạng USB nhỏ nhất thế giới. Ngoài ra, theo thông tin từ nhà sản xuất, sản phẩm này có hỗ trợ băng tần kép, cung cấp cho bạn băng tần 5GHz để phát triển nội dung 4K một cách trơn tru và chơi game với độ trễ cực kỳ thấp. Bên cạnh đó, vỏ hộp có in một số những thông tin như kích thước, trọng lượng, vân vân. Mình sẽ để thông số ở bên dưới phần mô tả để anh em tiện theo dõi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp nhanh sản phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ có ngay một tờ giấy thông báo về chính sách bảo hành. Tiếp đó không thể thiếu là sách hướng dẫn sử dụng. Mình luôn khuyên anh em đọc thật kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Và một CD cài đặt driver. Nhưng mình nghĩ cái này bây giờ không còn cần thiết nữa, vì đa phần các nhà sản xuất máy tính hiện nay đã dần loại bỏ ổ đĩa quang, và việc tải driver trên mạng cũng rất là dễ dàng. Link driver thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả, anh em nào cần thì có thể tải xuống nha. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Điểm mình thích nhất ở chiếc USB Wi-Fi này đó chính là phần thiết kế rất là nhỏ gọn. Đó, anh em có thể thấy kích thước của nó chắc gần bằng với lại cái cục receiver. Nên mình nghĩ là khi mà sử dụng với laptop thì rất là dễ dàng mang vác đi mọi nơi mà không sợ bị vướng víu hay bị gãy USB Wi-Fi. Về công nghệ thì tất nhiên USB Wi-Fi AC53 Nano có hỗ trợ kết nối MuMIMO để thiết bị chia sẻ có thể đồng thời phục vụ nhiều kết nối thiết bị không dây, nhưng sẽ không làm chậm tốc độ truyền Wi-Fi. Đặc biệt sản phẩm này thì mình nghĩ sẽ rất phù hợp với những cái thiết bị mà đã sử dụng lâu năm hoặc những thiết bị mà không có hỗ trợ chuẩn 5GHz. Đó cũng là lý do vì sao mình mua chiếc USB này để nâng cấp mạng Wi-Fi cho chiếc laptop cũ nhà mình. Về thiết lập cài đặt rất là dễ dàng, anh em cứ theo dõi các bước trên video của mình và làm theo là được. Trước khi tiến hành lắp đặt và nâng cấp Wi-Fi cho chiếc laptop cũ này, mình sẽ thử kiểm tra tốc độ kết nối mạng bằng chính Wi-Fi trên chiếc máy này luôn bằng ứng dụng SpeedTest. Như các bạn có thể thấy, tốc độ tải xuống và tải lên thì khá chậm so với lại mạng nhà mình là gói hơn 300 MB. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cài đặt luôn. Anh em lưu ý là nhớ gắn USB Wi-Fi này vào laptop trước khi cài nha. Với Win 10 và máy đã có sẵn mạng Internet thì driver sẽ được tự động cập nhật. Tuy nhiên do chiếc laptop này của mình đời khá là cũ và đang sử dụng Win 7, cho nên là mình phải lên trang chủ của hãng để tải về. Link thì mình có để bên dưới phần mô tả như lúc nãy mình có nói với anh em rồi. Thì sau khi cài xong thì mình sẽ tiến hành khởi động lại máy tính. Anh em sẽ vào phần mạng để tắt Wi-Fi của laptop đi, sau đó sẽ tiến hành mở cái kết nối Wi-Fi trên USB Asus AC53 Nano là được. Bây giờ thì mình thử kiểm tra tốc độ mạng một lần nữa với ứng dụng SpeedTest để xem là sự khác biệt giữa Wi-Fi trên laptop và Wi-Fi trên USB có khác nhau nhiều không. Wow, thật sự là ấn tượng luôn. Thì mình nghĩ từ nay việc truy cập Internet của em sẽ rất là dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử thêm một ứng dụng test tốc độ nữa là fast.com để xem như thế nào.
Thì nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video sau.